phẩm Thập sát quán Tác giả Yukiko Ayashuchi Dịch giả Ngô Thị Vân Ngày thứ hai Phần 3 Sau buổi trưa Lúc ăn trưa Không ai nhắc lại sự việc xảy ra ban sáng Đêm chẳng lạnh Dự báo giết người khiến mọi người chẳng còn tâm trạng nào mà đùa cợt hay là thì thầm về nó. Nhưng cũng thật mong lung nếu muốn bàn luận thêm một cách nghiêm túc. Ai cũng nghĩ đến ngăn kéo trong bếp nhưng mà điều giả vờ là đã quên và lén quan sát vẻ mặt của người khác. Mọi người đều hành xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Ăn món sandwich do Asata và Oshii làm, từng người lần lượt rời bàn. Carl đứng dậy trước tiên Câu sơ chiếc cầm dài đã cạo râu nhẵn nhụi của mình Cầm theo hai cuốn sách Và bước ra cửa chính Sau đó Paul và Van Đồng loạt đứng lên Bước vào phòng của Poir Nào Ta tiếp tục chơi ghép hình Poir thở ra bằng chất giọng trầm sâu Rồi ngồi xuống sàn Bảy gian phòng ngủ của thập giác quán được bố trí hệt nhau. Phòng của poa trải thảm xanh, Chính giữa sàn nhà bài bức tranh ghép hình còn gian dở Hai nghìn mảnh cờ à Trong vài ngày tới liệu có xong không? Van cẩn thận bước qua đám mảnh ghép Đi đến ngồi bên giường một nụ cười hiện lên sau đóng râu ria sầm soạn của Power. Tôi sẽ ghép xong. Cậu cứ chờ đấy rồi xem. Anh còn định đi câu cá, định viết bài nữa kìa. Vẫn còn khói thời gian. Nhưng đầu tiên tôi phải tìm cho ra mảnh ghép cái mũi của chú nhóc này đã Phiên ngoài của bức tranh đã căn bản hình thành To gần bằng cái chiếu Bên cạnh là nắp hộp in bức tranh mẫu Pore vừa nhìn mẫu vừa luôn tay lật giữa đống mảnh ghép lộn xộn Đây là ảnh sáu con cáo đang nô giỡn trên thảo nguyên Năm con cáo con xinh xắn đang quay vành cáo mẹ Lúc này Pore cần tìm mảnh ghép của chiếc mũi của một chú cáo con. Sao thế, Van? Pore lo lắng hỏi. Cậu nhìn Van đang ngồi cúi đầu, đặt tay lên đầu gói, vẻ quậy quải. Cậu vẫn mệt à? Ừ, hơi hơi. Trong túi tôi có nhiệt kế, cậu thử kiểm tra thân nhiệt xem sao. Nào, nằm xuống đi. Cảm ơn. Van ngã thân hình gầy gò xuống giường, cặp nhiệt kế dưới cánh tay. Cậu vừa vuốt mái tóc nâu mềm mại, vừa nhìn Pore này anh nghĩ sao gì cơ à tìm thấy rồi mảnh này proe cầm mảnh ghép lên hay quá van cậu vừa nói gì nhỉ ờ à, về chuyện sáng nay anh thấy sao proe dừng tay ngồi thẳng dậy chuyện đó à đó thực sự chỉ là một trò đùa phải không tôi nghĩ vậy nhưng tại sao không ai nhận cả có lẽ vẫn còn tình tiết thú vị hơn vẫn còn sao có thể là trò đùa vẫn chưa kết thúc nhưng ngón tay poe biến mất sau đám râu ria khi cậu xoa cầm chỉ là một ý tưởng xuất hiện trong đầu thôi ví dụ tối nay cà phê của ai đó bị thả một thìa muối vào đó chính là nạn nhân thứ nhất <laughs> và hung thủ của chúng ta sẽ rất khoái trái tự đắc tiếp tục phạm tội vinh vang thực hiện trò chơi sát nhân. Có lý, trò chơi sát nhân. Giải thích như thế có lẽ sẽ rất vớ vẩn, nhưng còn dễ chịu hơn là cứ nơm nớp lo sợ về cái dự báo giết người ấy. Đúng thế, đây đâu giống như viết tiểu thuyết có thể dễ dàng bị ra án mạng. Chắc chắn là thế. Prayer, anh nghĩ ai đứng sau trò này? Tôi cho rằng người có khả năng nghĩ ra trò này là Ellery. Nhưng cậu ta thích hợp để làm thám tử hơn. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua Ellery có nói một câu. Có ai muốn thách thức Ellery Queen không? Và thế là người giấu mặt này đứng ra ứng chiến đây. Cũng không biết nữa. Lúc đó tôi, cậu và Livro đều có mặt. Nếu đúng như cậu nói thì một người trong số chúng ta là hung thủ. Nhưng mấy miếng nhựa chắc phải được chuẩn bị sẵn từ trước cơ đấy. Thế thì uh, ngoài Ellery ra, có thể là Clearow và Ashata. Nhưng cũng có thể chính là Ellery, dạng mô tiếp thám tử biến thành hung thủ ấy. Anh phân tích như thế, thảo nào sáng nay Ellery rất đàng hoàng nắm quyền chủ trì. Kìa, Van, cặp nhiệt độ. À, tôi quên khuấy mất. Van ngồi dậy, rút các cặp nhiệt độ ra nhìn kỹ rồi buồn bã đưa cho Poe. Đúng là đang sốt chứ gì? Poe nhìn Van. Môi cậu khô lắm. Có nhức đầu không? Hơi nhức đầu. Hôm nay cậu nên chịu khó nghỉ ngơi đi. Có mang theo thuốc không? Tôi có mang vài viên phòng ngừa cảm lạnh. Thế thì được. Tối nay cậu nên đi ngủ sớm. Kẹo nhỏ ốm nặng thì gây. Thuần lệnh bác sĩ, và nói giọng khàn khàn Rồi nằm xuống giường Vẫn vơ nhìn lên trần nhà Dọn dẹp xong bát đũa Ashita và Orsi Và hai cốc hồng trà Ngồi nghỉ ngơi giữa sảnh Vẫn còn tận 6 ngày nữa Cơm nước cho 7 người Thật là không dễ Ashita ngã mình ra lưng tựa ghế Chán thật Orsi nhìn tay chị mà xem Nước rửa bán ăn mọn cả da tay Em có đem theo kem dưỡng da đấy chị cũng có đem theo, lúc nào cũng phải massage tay với kem, đẹp như bàn tay công chúa. ashatha mỉm cười, tháo chiếc khăn buộc tóc. orshi cũng mỉm cười đáp lại, giữ chiếc cốc thập giác bằng đôi bàn tay nhỏ xíu và nhấp một ngụm. này orshi, ashatha nhìn gian bếp, chuyển đề tài. mấy miếng nhựa đó là thế nào nhỉ? orshi rùng mình, lặng lẽ lắc đầu lúc sáng này sợ thật đấy nhưng rồi nghĩ kỹ thì thấy rằng nó chỉ là một trò đùa đúng không em chịu không rõ nữa ánh mắt orsi đầy vẻ bất an ai cũng bảo là không biết nếu đùa thì có gì mà phải giấu chứ chính thế orsi sao cơ ai cũng nghiêm trọng hóa vấn đề khiến cho hung thủ phát hoảng và không chịu thừa nhận đúng chưa em cũng không biết nữa. em nghĩ ai là thủ phạm? có lẽ là Ollery, nhưng mà cậu ta đâu phải là loại uh, có thể hốt hoảng về bất kỳ điều gì. thế thì rất có thể là anh chàng lee rose. lee rose. em biết cậu ta mà, đầu út lúc nào cũng trinh thám này nọ. có thể cậu ta nghĩ thật là hài hước khi là dọa được tất cả mọi người với trò đùa đó. Archie ngoảnh mặt đi không có ý kiến gì cô thu mình vào trong chiếc ghế thì thầm như nói với chính mình em thấy sợ đây đúng là cảm nghĩ của Archie nói gì thì nói không thể đơn thuần coi mấy miếng nhựa đó là trò đùa trái lại cô nhận ra một ý đồ độc ác đằng sau đáng lẽ chúng ta không nên đến hòn đảo này đừng bi quen quá thế Ashita nhoãn cười. Uống trà đi, rồi cùng ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cái đại sảnh này giữa ban ngày vẫn cứ âm mưu, mười bức tường vây quanh lại càng quá dị. Luôn khiến cho người ta phải nghĩ ngợi, đúng không? Ngoài vịnh, Ellery ngồi trên cây cầu, lát ván và chăm chú nhìn vào mặt biển xanh thẳm. Livro đứng bên cạnh. Ellery, thật tình tôi vẫn thấy câu chuyện thật là kỳ quặc Sao cơ? Anh thừa biết rồi còn gì? Mấy miếng nhựa sáng nay ấy. À, lẽ nào anh không phải là thủ phạm? Đừng đùa chứ. Ngay từ đầu, Ellery đã không tập trung. Cậu chẳng buồn ngoảnh lại dù Lero nói gì. Hai nhãn thám tử và hung thủ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Chính là phong cách của anh. Cốc liên quan gì đến tôi? Sao gai gắt thế? Tôi chỉ tùy hứng nói thế thôi mà. Livro nhúng hai vai tròn lẳng, ngồi sớm xuống. Suy cho cùng chỉ là trò đùa, anh đồng ý không? Không. Ellery dứt khoát nói, thọc tay vào túi áo khoác. Tôi đương nhiên rất mong đó chỉ là trò đùa. Nhưng không. Tại sao không phải chứ? Không ai chịu nhận cả. Đúng vậy và thật quá kỳ công cho một trò đùa. Ellery ngoảnh sang nhìn thẳng vào mắt Liavrou. Nếu chỉ dùng bút thường để viết cho xong, thì có vẻ chấp nhận được. Nhưng người ấy đã chuẩn bị bảy miếng nhựa y hệt nhau, lại trổ khuôn chữ kiểu, rồi thiết, rồi mới tô màu vào. Nếu là tôi, chỉ nhằm mục đích hù dọa mọi người, thì tôi sẽ không tốn công như vậy. Liavrou gỡ cặp kính xuống, lau mắt kính một cách thuần thục ý anh là có thể xảy ra án mạng thật tôi cho rằng có khả năng đấy nhưng tại sao anh lại nói bình tĩnh quá thế án mạng tức là có người chết và không chỉ có một người giả sử mấy dòng chữ kia là dự báo giết người sẽ có năm người bị hại thật khó mà tin được nghe rất buồn cười phải không quả thật là buồn cười đâu phải tiểu thuyết hay là phim ảnh anh cho rằng mấy miếng nhựa giữ vai trò như những bức tượng yểm bù ấn độ à nếu mà hung thủ giết luôn cả thám tử sau đó tự sát thì sẽ giống hệt mô tiếp tiểu thuyết người người da đen nhỏ chính thế đấy nhưng vì sao chúng ta lại bị giết mới được cơ chứ sao lại hỏi tôi cả hai trầm mặt nhìn từng lớp sóng biển xô vào bờ đá khác với hôm qua tiếng sóng ầm màu dữ dội hơn Làn nước cũng như sẫm lại. Cuối cùng, Larry đứng dậy. "Livro, tôi về trước đây, chỗ này lạnh quá."